Con xin chào ông bà cô chú. Poppy. Xin chào mọi người, hôm nay gia đình Phương sẽ đi hái cherry. Và hôm nay là ngày cuối tuần nên là tuần trước mình có kế hoạch đi hái nhưng mà trời mưa đó mọi người, nên là mình sẽ không đi được. Nên là hôm nay mình sẽ một chuyến đi khoảng chừng gần 2 tiếng lái xe để đi hái cherry. Trên ơi, nói xin chào bà cô chú đi. Lucy đâu nhỉ? Peekaboo. I see you. Ok, mời mọi người cùng đi với gia đình nhà Phương nha. Trên nói xin chào bà cô chú chưa? Xin chào bà cô chú. Ok, ok, mời mọi người cùng đi. Chợ. Đi chợ, đi hái cherry. Trên nói đi hái cherry. Yay. Đúng rồi. Đẹp không Jay? Đã không? That's blueberry tree. Ở đây họ có nè. Cây blueberry là cây Việt quất tím, cây Việt quất này, xong rồi cây cherry này, cây táo nè. Quá trời luôn á mọi người. Hôm nay hey, today not many people, that's good. Hôm nay không quá nhiều người nha mọi người. Mà họ đóng cửa 6 giờ, bây giờ đã 4 giờ rồi. Ở trên núi đi hái cherry. Xin chào Lucy. Hi Lucy. Lucy nói xin chào. Xin chào. Yeah, bây giờ con đi hái cherry đây. Bây giờ mình đi ra đây mình lấy cái basket. Đó, đẹp chưa mọi người. Đây là cây này, là cây blueberry nè mọi người. Đấy là cây Việt quất. Còn đây là cái chỗ này rất là rộng nha mọi người. Năm nào mình cũng đi hết. Đi qua đây con. Oh, this is apple nè mọi người. Đây là táo nè mọi người. Còn đây là quả Việt quất nè mọi người. Quá trời. Xin chào. Chào cả nhà này. Đấy, bây giờ cả gia đình nhà mình đi hái cherry. Are you excited Lucy? Huh? Are you excited? Đội cái nón mà che cái mắt của con. You excited? Huh? Yeah, I'm excited. Vui quá. Jaden ready.
vui quá. Họ nói là mình có thể hái quả cherry màu xanh, màu đỏ đậm này, xanh đỏ vừa này, và quả cherry vàng nữa nha mọi người. Cherry vàng thì có vẻ mắc hơn ấy. Bây giờ mình sẽ mua cái basket 17 đồng thì mình chọn cherry nào cũng được. Mọi người nhìn này, trời ơi, nhìn cái cây này. Oh my goodness. Đã chưa này? Mê chưa? Chịu cảnh đây đây con ơi. Lucy ơi, đi qua đây con. Yeah, that's cherry. Xinh quá. Đó, núi cái kia là cái windmill hả? Đó, đã chưa? Vui quá, yeah, yeah, Lucy. Lucy, this way. Oh, oh, yeah, over here, come on. Chạy, chạy, chạy. You're all the way down there. Mình sẽ phải đi bộ tiếp tục. Đó, mọi người nhìn này. Hai dãy nha. Nhìn đã chưa nào? Oh, cái càng này là đủ rồi ha, chứ không phải là đi đâu xa đâu. Nhưng là họ nói mình là phải qua đây. Lucy qua đây con. Lucy đi qua bên này. Mọi năm là mình hái đầu trên kia cơ. Đầu kia nó mới gần, mà năm nay là họ mình đầu vào đầu mùa đó mọi người. Mình vào đầu mùa, đúng đầu mùa luôn. Họ mới mở luôn. Ở đây chay đen kia, đi qua chay đen. Ôi cái cây này đã chưa này. Thích lắm luôn á. Đó, đi vào núi đó mọi người. Đã ha. Mình sẽ đi vào trong cái dãy này này mọi người. Oh my goodness. Đó, cái chị nói là cái quả cherry đó là rất là đỏ đen á. Cherry là gọi là burgundy, là màu đỏ đậm đó mọi người. Nó có 3 loại đỏ đậm, đỏ vừa và màu vàng. Bố chép này. Trên hái hái quả, this is red, big and red and super dark red, okay. Jay, you have to look at it, Jay, and you have to choose the right one. Đang đi bộ vào vườn nhé mọi người. Yes, that's what I want. Show mommy. Yeah, let me see. Woohoo! Yeah. Yeah. Chứ không phải phải trèo lên, họ đâu cho mình trèo đâu, mình dùng cách này hái cho dễ. Okay. Good job, Jayden. Okay, I'm gonna put these in the basket. Okay. Oh, Lucy! And let Lucy enjoy it. She don't have cherry. Yeah. It could be juicy. Good job! Mọi người nhìn kỹ này. Cái này là cherry, họ là oh my rất God. Là đỏ luôn nhá, họ là super that's đỏ luôn really á. Juicy. Như là cherry đen vậy đó. Đó, cái cách này là dễ này. Bố chắc chỉ cần bé em lên cái là em hái một nắm luôn. À, Lucy ở dưới giữ nha. Rồi, chơi ném vào đây. Good job. Good job, Lucy. Yeah, see? You help JD. I just got... Yes. Lucy nhặt đấy. Ui, em trên hái mọi người, trời ơi. What would we do without Jayden, right? Couldn't reach the cherries. Uh-huh. Get super dark one, Jay. Yeah, that's right. That's right. Đó, tốt rồi đấy, được. Em Lucy ở dưới phụ nha. Vui quá. Yeah. Yeah, huh? Yeah. You got a big one? Wow. I thought I made it big one. Yeah, good job. Uh-huh. Lucy, pick it. Lucy, pick the red one. Yay! Put the basket. Good job. Put it in the basket. Yay! You gonna pick more? I pick more. Okay. Good job. Yay! I picked more. Uh-huh. Good job. I picked more. I picked more. Yay! More? Some quartz. I biết hái rồi đấy. Some quartz. Oh, good. Yay! Giỏi quá. Big ones.
Here's some crackers. Good job, Lucy. Giỏi quá. Đi tiếp. Đi hái tiếp thôi. Mọi người đã đi vào trong cái dãy này này ở trên đây này. Quá trời luôn. Đã lắm nhá. Nhìn đã ha. Ơi, ừ đúng rồi, con gái hái đi. Dạ. Yeah. Đúng rồi Lucy, giỏi quá. Good job. Úi ở trên hái nhiều thế ạ. Giỏi quá. Đúng rồi. Jay, they say no climb, Jay. Lucy, go 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 over here Lucy. Look. Wow, look at that. Này dễ cho Lucy hái này. Thấp. Thấp dễ hái. Yeah. Dễ quá. Trải nghiệm cho các bé đó mọi người. Hey, con đi qua hái tiếp đi con. Nhiều lắm. Right here, Lou. Yes. Yeah. How about this? This is pickle. Look at this one, Lou. Up here. Yay! Wow! You got a big one? Cái quả 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 to. Đúng rồi. Yeah. Good job. Giỏi quá. I made it. Oh, you made it. I made it. Yeah. Look. Lucy hả? Yay. I see the big one. Yeah, I see. How about this one over here too? Right here. See? Good job, Lucy. You made it. You have fun? I know you saw the plant. Can blueberry. I stay over here? Can you say cheese? Lucy hái nè. Nó thấp thấp ấy. Nó thấp thấp thì hái dễ đây nè con. Đấy. Chủ yếu là trải nghiệm đó mọi người. Yeah, more down there. So many. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá. Đúng rồi. Wow, hai dãy đẹp quá. Nó mát chủ, nó chịu cằn với mọi người. Mọi người mà ở ngoài thì sẽ nhìn đã hơn nha mọi người. Trời ơi, bên kia kìa mọi người. Đỏ chói chói luôn á. Rất nhiều. I know, so beautiful. Ủa, xinh chưa này. Vui quá. Em Lucy là đến đây hồi em 1 tháng, sau này là năm thứ 2, rồi năm thứ 3 nè. Năm này năm thứ 3 em Lucy hái. Em trên hái từ bé rồi. Wow. Ui trời, look at this. That's nice. Lucy try. Keep going. Yes. Good job. I am a big ones. Beautiful, Jayden. They all have the stems. Lucy chỉ cần bằng cây này là đủ rồi. Quá trời luôn mọi người, đã lắm nhỉ. Kìa đã. Đó, cái càng nhỏ xíu mà quá trời quả luôn nè. Lucy tập trung quá hả? Look at this, I got 3 cherries in one. Oh wow. Lucy đã tập trung lắm luôn nè. Good job, Lucy. Get the red one. Ngọt lắm nha. Con vẫn hái mấy cái càng này rồi, em Lucy hái đủ rồi. Nhìn này, đã lắm đấy. Nói chung là mùa hè là mình thích nhất đấy. Tại vì là mấy cái quả này là vui lắm, như cái càng này quá trời này. Quả cherry là mình mê này. Rồi xong mai mốt mình sẽ đi hái đào nữa. Về hái việt quất nữa, xong hái táo. Nói chung là mùa hè là mình mê nhất. Đấy, mọi người thấy không? Đã lắm. Em Lucy, một cái càng này là một mình em Lucy hái hết rồi đó. Wow, Lucy giỏi chứ này. Đã nhờ. Đó, anh trên hả? Hai anh em hả? Đấy, cảnh đằng sau đẹp quá ha. Ơi,
over there is the best juicy cherry. Dạ, mình được ăn thử nha. Ngọt lắm mọi người ơi. Thích lắm luôn. Yeah, you can try one. Okay. Very juicy. Look. Okay, you see thử trên thử nha. And then you spit the seed out. Yes. Is that good? Ngọt quá. So sweet. It's not so sweet. Rất là ngọt. You got it, Lucy? Wow, Lucy cố gắng lắm. Cố gắng để hái hết mấy cành luôn. She said we can only eat two. Yeah, she said that. I can eat one more. Bố đang giúp con á. The last one. Okay. How's that? Is that good? Ngọt. Nói ngọt đi. Ui. Nói ngọt chưa? Ngọt ngọt. Ngọt. Ngọt quá. It's supposed to be ngon. Ngon and ngọt. Ngọt is sweet and ngon is delicious. Ngon. Ngon ngọt. Yeah, có đã chưa nè mọi người. Ôi, cái chùm này dễ thương chưa nè. Nhỏ xíu xíu rồi trên này quá trời quả luôn nè. This is really cool picture right here. Vui ha. Good cherries. Wow, look at that. Beautiful. That's beautiful. Okay. Mom, take a picture of what it looks like in the sun. Okay. Mọi người ơi đây này, mọi người nhìn đây này, mọi người zoom in, bố chép zoom in này. Quá trời luôn, picture. Mà cái cây này nó cũng chưa đỏ lắm đâu, nhưng mà rất là nhiều ấy mọi người. Mình sẽ đi qua bên kia để hái cherry màu vàng. Mọi người nhìn này, đã chưa? Rất là nhiều luôn á. Thích ha. Đó, mình có thể ăn trực tiếp luôn nha mọi người. Mình có thể ăn thử nha. Lucy. Ngon lắm. Ngọt, ngon ngọt. Lucy đòi bé đấy. Rồi cầm cái bịch đấy. Lucy say cheese. Yeah. Say. Jaden, stand next to Lucy, please. Cheese. Cutie pie. Yeah, happy face. Đúng rồi, giỏi quá. Happy face. Mình đi hái quả cherry màu vàng. Đây là cherry này là cherry màu hơi đỏ đỏ. Còn đây là cherry màu đen này. Đấy. Còn đi sang bên kia là lấy cherry vàng. Đã chưa nè. Thích lắm luôn mọi người ơi. Mê 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 luôn á. Cây này nó đỏ chói chói luôn à. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi qua đây để mình đi hái quả màu vàng. I don't see it. Đây là cái cây này là cái quả cherry vàng đó mọi người. Cherry vàng mắc hơn cherry đỏ nha mọi người. Đã chưa này. Đó, mình phải đi bộ sang đây một đoạn. Lucy ơi, con thấy quả chưa? Ok, đi qua đây con. Đi tiếp tục. Ok, đi qua đây đi. Qua đây đi. Cái này dễ này. Lucy, this is easy. Yeah, try the yellow one and see. This is a good one. I'm gonna try this one. Cái này bị ấy. Dad, can I try this? Ok, you try it. How's that? Ngọt, huh? I told you the yellow one better. More expensive though. The yellow one. Here you go. It's actually more sweet. Lucy thử nào, lần này cho Lucy thử cái nào. Con thử cắn không? Lau ấy, lau giống bố chép chỉ ấy. I think that's the best. Ok, con ăn đi. Con thử ăn đây nào. Have seed inside, be careful, ok? Nó có hạt ấy. Để má mì ấy cho con. I try one more. Ok, con ăn đi, Lucy ăn đi. I try one more. Is that seed inside? Cắn đi. Nhắm, 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 nhắm. Phải cảm nhận chứ. Được không? Úi dồi, giờ mà ngón tay lên số 1 là ngon đấy. Ok.
careful, they have seeds inside. Đó, đã lắm mọi người ơi. Đó. Ơi. Đó, cherry vàng. Ừ, con hái đấy. Đúng rồi. Look at that. Wow. Đó, cherry vàng. Đi qua đây con. Lucy hái đi. Đây là cherry màu vàng nhá. Cái cây cherry nó vàng khỏe lắm mọi người ơi. Quá trời luôn á. Đấy, bố chép cho em trên hái nè. Trèo lên cao này hái cho dễ. Maybe 60 yards maybe. Okay. All right, yeah, thank you. Ready to go down, guys. Anh đây nói là phải đi xuống dưới đây thì mới nhiều quả ngọt, còn trên này không nhiều, là người ta hái rồi ấy mọi người. Đấy, quả vàng người ta hái nhiều hơn quả đỏ nha, tại vì vàng nó mắc tiền hơn đó mọi người ơi. Đi qua đây ha, đã ha. Đó, càng lên cao thì toàn quả ngon rồi, nhưng mà mình đâu có trèo lên được, họ không cho mình trèo nha mọi người. Với được thì với thôi. Cây này quá trời luôn nè. Đi qua đây con ơi. Lucy hái đi. Đúng rồi. Rồi đưa cho daddy. Give it to daddy. Yeah. Ooh. Oh, this is good. Wow. Look at that. Wow, beautiful. Nó đã thế nào mọi người. Đứng đây cũng đủ rồi. Look at this, Lucy. Cái cành này quá trời luôn à. Đó, cái này dễ chơi lắm nè. Say good. Con ăn luôn à. Đây là bên này nhiều lắm rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ hái mấy quả màu vàng nha mọi người. Để fill cái giỏ của mình. Hơi nắng. Rất là nhiều nha mọi người. Màu vàng nó ngọt lắm. Mình ăn thử rồi. Đây trong đây nữa nè mọi người. This is inside here. Đó, đã lắm nha. Ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử một quả nha mọi người. Ngọt lắm mọi người ơi. Tuyệt vời. Đấy. Đó. Đây. Tiếp tục hái nha. Tiếp tục hái rồi sau đi về. Sắp xong rồi. Biết thế mình sang cái phần màu vàng trước đi. Mình cũng thích ăn vàng. Màu vàng nó ngon. Đó. Đã ha. Thích lắm luôn á. Đi vào mùa là chỉ thích hái cherry thôi mọi người ơi. Yeah. Đã chưa. Hôm nay hơi nóng nóng nha. Ủa nguyên cái cảnh đã đi lúc nè. This is this one. It's so beautiful. The whole thing. Okay, take a whole thing. Yeah, why not? Oh my goodness, đã ha. Yeah. Okay. Get some more. Chỉ còn một cái cành nhỏ xíu thôi mọi người. Mọi người này. Đây look. It's like a small branch. Một cái cành nhỏ xíu mà quá trời luôn mọi người. Đã chưa? Một cái cây này chắc đủ rồi, hái đủ rồi. Mình cũng không phải đi xa nữa đâu. Anh kia bảo mình phải đi vào trong kia nữa mà mình nghĩ như thế này là đủ rồi đó mọi người. Yeah. Đó, hơi nóng nóng. Đã ha. Đó. Con trai ngồi lên trên đầu của bố. Ui trời ơi. Alright. Good job. Hi. Hi, Lucy. Chỉ đạo. Em ở dưới em chỉ đạo bố là bố lùi sang trái, lùi sang phải, đi lên, đi xuống. Yeah, that's good. Pick all of them, JD. Đúng rồi. Yeah, the one all the up there. Yeah.
go backwards a little bit more. Then go sideways. Chế mỏi đầu rồi. Sao? Good job. Well, Lucy. Come on, Lucy. Come on, sit on daddy lap. Chào. Ôi, ôi, kinh ghét. I love it. I love it. I love it. Xinh lắm. Ok, mình sẽ đi về thôi. Hôm nay một ngày hái vui quá mọi người ơi. Chế đi. Ok, chào. Yeah. Ok, đi thôi. Đó, hái đi. Ăn luôn đi. Yeah. Is that good? Good. Ngọt ha? Ngon. Ngọt. Ngọt is là sweet. Đó, mình đang đi xuống nè mọi người. Yeah. Con gái, đi chậm thôi nào. My peach and middle. Ok. Đó, chậm chưa mà. Mấy cái cây này thôi mà nó quá trời với mọi người. Đi con ơi. Đã ha. Nắng quá, hôm nay trời hơi nắng. Và hơi nóng luôn nha. Hôm bữa trời mát, hôm nay trời nóng quá. Đẹp chưa nào mọi người, một cái cành này thôi nha mà quá trời luôn. Thích lắm luôn á mọi người ơi. Bye cô chú, bye bye. Bye cô chú, bye bye. Đây này, cherry của nhà Phương đã hái xong rồi. Rất là nhiều nha mọi người. Mình phải tính cái bịch này chỉ có 17 đồng thôi đó mọi người. Ok, gia đình nhà Phương sẽ chào tạm biệt ông bà, cô chú, anh chị. Phải đứng đằng sau đây nhá, nó xinh này. Đói quá trời luôn mọi người ơi. Bây giờ gia đình Phương sẽ chào tạm biệt ông bà, cô chú, anh chị. Và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Mọi người nhớ ấn nút đăng ký để xem những video thật là vui tiếp theo. Là mình sẽ hái đào này, hái việt quất nha mọi người. Ok, tạm biệt mọi người. Bố chết nói tạm biệt. Tạm biệt. Lucy nói làm sao? Lucy nói làm sao? Lucy nói, Lucy, tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người, tạm biệt ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Ok, đi thôi.